cũng ngắn á, à nó lợi hại hơn con mắt mình á nhiều lắm. À thì á có tên này là nó là điểm mong nhãn không, à tức là cái con mắt của tổ á, cái thủ đoạn của tổ á, à không có mà ai bằng được, à không có ai mà suy nghĩ ra được. Thì ở này là tiếp theo nó nè, tư duy bắt cặp nè, tư duy là suy nghĩ, không có ai suy nghĩ đến được, à bắt cặp là không đến, à không đến được. Nếu mà mình muốn gặp á, lại không có gặp, khó gặp. À khoai điểm, khoai là mau đó, gặp đó thì á, mà khó gặp, năng phòng, không được gặp, khó gặp. Theo á, cái bệnh của chúng sinh á, thì nó hay chấp thật, à không lọc vào chỗ này thì lọc vào chỗ kia, à cái mà cái ổ ô là cái ổ cũng như ổ con chim á, à như cái coi á, à thì ở chính giữa có chỗ hổng á, à thì á cái tư tưởng của chúng sinh á thì không lọc vào cái coi thì lọc vào cái ổ. À cái chư Phật á thì lìa cái ổ, lìa cái cối, nhưng mà lìa thì phải rồi, nhưng mà nếu mà lấy cái ý của mình á để mà suy xét, để xa bài đó, xa bài đó, nói mà cái cổ cổ Phật mà lìa cối, lìa ổ á thì là mà đoạn giật cây mà cái xà để mà hóa thành lông, à hóa thành dòng đó. Thì á cái thí dụ là tức là mình là chúng sinh á, à bây giờ mình tham thiền có thể chứng tánh thành Phật là lông, bây giờ mình là xà, à nhưng mà nếu mà mình bây giờ đó lấy cái ý thức, cứ lấy cái ý thức của mình, à để so sánh, à để giải thích, nói mà thật á là nó qua thành lông nữa, à qua thành dòng nữa, à đoạn tông phải tức là cắt đứt đó, à thì á bây giờ cái sách hàng nhận bây giờ đó thì vậy đó, lấy cái ý thức mà để tìm hiểu cái công thán phải đào đó, thì biết cái cửa ngõ của người thanh thiền, à không cho người thanh thiền mà được ngộ nữa, ví dụ không có nghi không ngộ, à rồi lấy cái ý thức để tìm, à giải thích, mặc dù giải thích cũng có lý, à có lý lắm, nhưng mà là thành cái sự chứng ngại cắt đứt cái cửa ngõ của mình đi từ tổ này. Tổ sư đạo học phương thế giả gia nhập thử tâm dễ giải nhã dẫn ngoan nhân dân như lai trên cảnh giới thì lượng đẳng hư không nhất thiết chú tâm nhập thì thật vô cảnh hộ duyên giác vị chư năng nhập giả hộ chư năng nhập quy giác nhập cố năng lương tri thử tâm nhất thiết chúng sanh bổn vai thâm nhập an hữu tục nhập chí chúng sanh chí nhĩ thì hữu chí giả bất ư phản hữu sở dị nhập giả nhân vĩnh gia và nhỏ nhị tâm chân như môn cơ vô lý tại đẳng mê giả dự chức ngộ giả dự nhập đặc mê ngộ tương giác đương hà phật
khởi quả ngũ sở diệu thức nhận tay là chia hả chỉ thị thiết nể quần tầm hậu mang đại nể chân thật hữu giám ngộ sứ phương kiến tổ sư ngôn bất suy nghĩ. Cái đoạn thứ hai á là nhã giải đó, theo lời của tổ sư ở trong chính tâm minh, hai câu mà thập phương chí giả giai nhập thử tôn đó, mà theo ý nhã để giải thích, người theo ý nhã để giải thích rằng thì á, giảng cái kinh Hoa Nghiêm nói rằng là Như Lai chân cảnh giới kỳ lượng đẳng hư không. Như Lai là Phật, cái cảnh giới Phật á, chân thực cái cảnh giới Phật á, thì cái lượng á bằng hư không. Hư không là không có lượng, tức là siêu vật số lượng. Nếu mà còn nằm ở trong số lượng á thì không phải là bằng hư không. Nói lượng bằng hư không tức là siêu vật cái số lượng. Nếu mà siêu vật số lượng á thì nhất thiết chúng sinh á nhập á thì thật là vô số nhập. Nếu mà có nhập á thì có nhập sâu nhập cạn thì là có số lượng rồi. Lại Kim Viên Viết cũng nói rằng chư nàng nhập giả hữu chư nàng hữu chư nàng nhập phi giác nhập câu. Kim Viên Viết nói mà tất cả năng nhập đó, nếu mà có cái năng nhập đó thì không phải mà cái giác nhập. Bởi vậy cái tự tánh á, hồi nãy là nói đó, khắp mười phương đâu có mà xuất, đâu có nhập. Nếu có nhập đó thì không phải là tự tánh. Thì mình phải biết cái thiền tông này, đừng chỉ thử tông là chỉ thiền tông. Là tất cả chúng sinh á, bổn lai là tham nhập. Nếu mà đã tham nhập rồi đó thì làm sao mà còn có lại nhập nữa, đâu có lý lẽ mà lại mà nhập thêm nữa. Thì chúng sanh đã như thế thì á, những bậc mà trí huệ đó, trí giả đó, mà tại sao mà lại mà có nói rằng mà nhập. Cái thầm phu á cũng còn không có mà cần nhập đó, thì á người cao hơn là có trí huệ, tại sao trái lại còn có nói mà nhập được. Mình đã có nghe á Vĩnh Minh thiền sư á, Vĩnh Minh hòa thượng là tổ thứ ba của tông Thất Nhãn á, có nói rằng tam chân như môn sơ vô ly tại, tức là cái chân như á là cái tự tánh của mình, tức là Phật tánh. Mình từ vô thủy tới bây giờ á không có lìa mình mà vô phút nào cả, giây phút nào cả. Mặc dù mình đã có biến trâu biến ngựa biến heo biến chó, nó cũng không có lìa mình vô phút nào cả. Thì hồ nào tới bây giờ sơ từ vô thủy chưa từng mà già mình thì tại sao nói mà có xúc có nhập. Nếu mà có lìa là xúc, bây giờ trở về lại là nhập. Nhưng mà tại sao nói có xúc có nhập là tại mê, thì thí dụ nó là xúc ngộ thì thí dụ nó là nhập. Cái đó chỉ là mê và ngộ nó khác biệt nhau, nó là ngang chỗ cái mê với ngộ thôi. Làm sao có quả thực là có xuất nhập đâu.
À, chỉ là lấy cái xuất nhập để thí dụ cái mê cái ngộ thôi. À, thì nói vậy đó, giả như thế đó thì cái lý cao siêu lắm. À, nhưng mà Trung Phong Thiền Sư nói chưa được, không được, phải quyết. À, thì cái đoạn thứ ba đó Trung Phong Thiền Sư nó quyết rằng khoan á, đừng nói. À, tôi xin hỏi ông đã từng ngộ chưa? À, nếu mà còn chưa ngộ á thì loại ông khi nào mà chân thực mà có chỗ ngộ rồi đó thì mới biết được cái lời của tổ không có gạt người. À, thì á tôi thường nói đó, mình phải biết cái ý của tổ, đừng có chấp cái lời của tổ. À, cái bệnh á, chấp thật của chúng sinh á, thì mình do cái chấp thật đó mới mà bị luân hồi lục đạo. À, bị khổ tới ngày nay. À, lời của tổ á không phải là có gặp mình, nhưng mà nếu mà mình có không có thấu được đó thì là bị tổ gặp. Thì tổ có thí dụ á, trong biển nó không có ý để chướng ngại mình, nếu mà mình qua không được là bị nó chướng ngại. Thì lời của Phật, lời của tổ cũng vậy, nếu mà mình không có thấu cái ý của lời của ý của Phật, ý của tổ thì bị Phật, bị tổ chướng ngại. À, thì tổ cũng có cái thí dụ á, như mà biển, như mà sông á, biển với sông đâu có ý muốn chướng ngại mình, thì Phật cái tổ á đâu có muốn chướng ngại mình. À, muốn giúp mình chứ không phải muốn chướng ngại mình, nhưng mà mình không có thấu được cái ý của Phật, của tổ thì là bị cái lời của tổ, lời của Phật chướng ngại. À, thì á ở trong thiền tông nó thường nói đó, cái tổ sư đã chứng tánh rồi đó, Thiền Tăng Lục có nói đó, thì mình chứng tánh rồi đó, thì nói giờ sao tôi không có bị phạt gạt nữa, không có bị phạt gạt nữa. À, thì ngộ rồi đó, nó mới biết là tổ là không có gạt mình. À, nếu mà mình không có thu được cái ý của tổ á thì sẽ bị tổ gặp. À, thành vậy đó. Tạm biết thử tâm an đắc diệu, Phật phương thí giả được duy tâm quyền nhai, dị giải sao tâm khẩu và nhập vô tư để lục môn. Cái đoạn thứ tư á, Trung Phong Thiền Sư dùng 4 câu kệ để kết thúc 2 câu tinh tâm minh và 10 thập phương chi giả giai nhập tử tông đó. Thì 4 câu kệ là tận thiết thử tông năng đắc diệu. Tận thiết là tất cả đều nói, thử tông là chỉ thiền tông. Cái mà quyền diệu của thiền tông á, thực là khó lực hiểu lắm. À, khó lực biết lắm. À, thì á, mười phương người trí huệ cũng khỏi nói vậy. À, cũng là khó. À, khỏi cần đàm luận. À, khỏi cần nghị luận tới nữa. À, cũng là phải là khó nữa. À, khó được đâu. Thế để làm sao mới là được? À, mới là được cái diệu dụng của bà Thiền Tông. Thì á, chư Phật ở tổ đó dạy mình cách thăm thiền đó. À, cứ quyết tử ôm chặt vô thoại đạo mà khỏi nghi tình. À, thì có một ngày đó nó lên tới thoại đạo á. À,
Tôi thường thí dụ đó, cây này đó là cây xào chăm thức đó. À, tích bại đào tức là tôi đào xào chăm thức. À, bây giờ mình lăng tham đó, cái xào này tức là cái lượng ly ý thức đó, mình ly hoài đó, tham hoài, tham tôi mà hoài đào rồi đó, thì tôi đào xào chăm thức rồi đó. À, thì tới chỗ này á, thì á, cũng như ở trong này là kêu bằng bình ngay đó, tức là tới cũng là tới cuối cùng á, tới chỗ ngay là cái cao núi cao đó. À, thì tới chỗ này đó, mình hai tay đó ôm chỗ này ha, thì nó không có dứt xuống á. Nếu mà mình buông một tay còn nắm được á, thì cũng còn chưa bước xuống. Cái này cái là song thủ là hai tay buông rồi đó, mà tê xuống được. Nếu mà buông một tay cũng còn chưa tê xuống. À, bỏ lại cái con này nói là quyền ngay giải thao song thủ á, thao tức là buông đó. À, nhị giải tức là chưa hiểu mà buông hai tay. À, nếu mà buông hai tay xuống đó thì phải thì mới được tê xuống đó. À, tê mới được là mà tê rồi chết đó, thì cũng như Lai Quả Thiền Sư nói đó, tới chỗ này đó đào xào chăm thức phải tiến lên một bước, tiến lên một bước mới lột vào hư không, lột vào hư không phải tê xuống, mà tê xuống như mà tê không chết cũng không được, mà phải tê cho chết, mà chết cũng còn chưa được nữa, phải tăng nát, phải tăng nát. À, tăng nát rồi đó, xong rồi nó mới gọi là tuyệt hảo tai cầu đó, tức là chết đi xong rồi. Thì thiền tông á gọi là đại tử lại hoặc. À, mà tiểu tử tiểu hoặc á còn chưa được. À, tức là chết mà không có tăng nát đó là tiểu tử đó cũng còn chưa được. À, phải đại tử đại hoặc. À, hoặc là xong lại lúc đó mới là gọi là chuẩn lễ đó. Thì lúc đó đó thì cái diệu dụng của thiền tông á thì tự nhiên là hiểu hết rồi. À, nếu mà mình tự ngộ á thì là không được, không hiểu là khó. À, là khó lắm. À, nếu mà mình không hiểu mà buông hai tay cho nó té xuống á thì á không thể nào mà hiểu cái diệu dụng của thiền tông được đâu. À, thì á nếu mà không hiểu á, không dám buông hai tay nó xuống á thì á làm sao sẽ mà vô cái cửa của địa ngục. À, bởi vì lục độ luân hồi á thì á không vô đạo. À, cái lục đạo đạo này thì vô đạo kia. À, thì thế nào cũng phải có đạo tạo cái tội mà vô địa ngục. À, à, nếu mà không được mà chân tánh á, à, chặt đẻ đó thì sẽ mà có cơ hội vô cái cửa địa ngục. À, cho nên á chỗ này đó Trung Phong Thiền Sư cảnh cáo mình đó, tham thiền đó phải quyết tử mà tham. À, tham tục chân tánh. À, phải mà biết mà buông hai tay cho nó té cho nó chết cho nó tan nát. À, mới được. Nếu mà không còn sợ thì là đừng có nói mà chưa hiểu. À, hiểu rồi mà còn không chịu buông. À, thì là không được. À, nó không có té xuống là làm sao chết được. À, không chết được thì là làm sao mà lại tử lại hoạt được. Thì cái ý của trong phong thiền sư đó thì muốn mình quyết tử mà tham thiền, tham tới chân tánh. À, tham tới mà chỗ mà quỳnh ngay đó phải buông hai tay cho nó té xuống mới được. À, mới được làm chặt ngộ đó. Không thiên thiết niệm giả liên càng thiên công việc thiền bất nhị giáo dương di trí âm hậu giáo khởi ly thiền hiển nhi thở sanh đắc độ hậu sanh đắc độ dẫn khởi trần xa ngũ thiền nhất cá thiên nhất tâm tam quát nhất giá đàn trực chỉ đơn
chân tiền, mặc như chân cách, ngữ nhược thiên quyền, bị cá vô diện một tháng, lộ kiến bất bình, lạng tư không hát. Trực đắc đạt ma đại sư, giữ thiên thai hiền thủ, thôn thinh ẩm khí, thì thủ nhập tiền. Các gia tự tạo môn tiền tiết, bất vả vô minh nhận thức tiền. Hai câu tính tâm mình là tông chi thúc giảng nhất niệm giảng nén á, thì lời khai thị của Trung Phong Thiền Sư á, ở trong đoạn thứ nhất nói rằng càng tức là thiên tức là trời, công tức là địa tức là đất à, thì á thiền môn với giáo môn cũng vậy, nó không có khác nhau à. Dương là kỳ, kỳ là chiếc, am là ngẫu ha, tức là ngẫu là sông, là sông à. Dương thì đối lại với am, chiếc thì đối với mà đôi à, nó tức là đôi là son à, kỳ tức là đơn á, son đơn là tương đối à, âm dương cũng là tương đối, nhưng mà thì giáo với thiền cũng là tương đối mà sanh, cho nên á giáo là có lìa thiền à, thiền cũng không có mà lìa giáo, không có khác nhau, thì á tất cả tương đối đều như vậy. Cũng như mà trứng gà không lìa con gà, con gà không lìa trứng gà. Tại sao vậy? Bây giờ nếu mà mình nói là trước tiên có con gà trước được không? Không được. Không có trứng gà làm sao ấp ra con gà. Mà mình bây giờ nói là trước tiên là có trứng gà trước thì cũng không được. Không có con gà làm sao sinh ra trứng gà à. Thì á con gà không được lìa trứng gà mà sanh được, trứng gà cũng không có lìa con gà mà sanh được, thì thiền với giáo nó cũng vậy. Thì Phật á ở trong thiền mà ngộ rồi nói ra thành giáo à, thì á, thiền và giáo đó nó cũng không có lìa với nhau được. Là tại sao bây giờ đó thiền là thiền môn à, giáo là giáo môn à, nó khác là tại do cái mà vọng tam phân biệt à, so sánh à, nó môi thành khác à, kêu bằng chắc độ đó, tức là đoán à, tức là lấy cái ý à, thức phân biệt à, đoán thì nó môi thành ra nó môi khác nhau à, thì cái ý thức phân biệt đó là cái vọng tam hoạt động, cũng như mà đàn xà con rắn này đó vô bực mình à, biểu à, bực mình à, tức là cũng như kinh năng như mà tự tam vô bực tự tam vậy à, cái kỳ thực á thì nó không có khác biệt à, thì á nhất cá là một bên một người à, thì chuyên về cái nhiếp tam tam quán, tức là tông thiên thai. Tông thiên thai là chỉ quán, tam chỉ tam quán à, cái tam quán đó là không giả trung, không quán giả quán trung quán, cho bằng tam quán. Nhưng mà tam quán không phải là ba, là do cái nhiếp tam à, thì á nếu mà mình là tông phái của thiên thai thì phải chuyên về cái nhất tam tam quán à, tù theo đúng theo cái tông thiên thai à, nhất
ca. Cái này đồng thiền đàn trực chỉ đơn thiền, trực chỉ đơn thiền tức là thiền môn, trực chỉ nhân tâm, nhân tâm thành Phật. Thì á, cái tôn thiên thai là giáo môn, thì chuyên về cái cách tu của giáo môn. Thì á, cái trực chỉ đơn đoàn, đơn truyền là thiền môn, thì phải chuyên tu cái cách của thiền môn. Nhưng mà mặt thì như mà cái núi cấp, người ở núi bên này, người ở núi bên kia, ai cũng không thấy được ai. Nếu mà rồi nói á thì lại còn xa nữa, cũng là treo ở trên trời. Mình ở dưới đất cũng treo ở trên trời, thiên quyền treo ở trên trời thì còn xa nữa. Thì á, tức là mặt là im lặng cũng là không được, ngữ là có nói ra thì cũng là không được. Với địa tổ con nói nè, ngữ là bán là thủy bán, mặt tức là im lặng là đem cùng. Nhưng mà chẳng ngữ chẳng mặt lại thêm hư vọng nữa. Lại thêm hư vọng nữa là lời của tổ đó. Thì á, hồi tôi giải cái tứ cú kệ đó, tôi đã có giải qua rồi đó. Thì á, bây giờ đó thì cái mà người mà không có dặn một á, bị thằng không có dặn một, cái bằng vô dặn một tháng, cái vô dặn một tháng việc danh của tự tánh, cũng là việc danh của tự tánh. Tự tánh là không có bổn thể, là không có dặn một. Thì thằng Tôm á cũng gọi nó là vô dặn một tháng á. Thì nếu mà cái bổn thể được dặn ra đó, nó cũng như mà thiền môn với giáo môn nó tranh chấp với nhau, hai người tranh đoạn. Thì á, cái tự tánh nó ra được rồi đó. Cái thằng mà vô dặn một nó ra được rồi đó, thì nó thấy như vậy đó. Cái bằng lộ kén bất bình á, thì cũng như thịt chỉ á, nó lộ kén bất bình, nó mang cái kim ra đó. Đấy, thì có này nó không có mang cái kim, nó chép một cái, nó thiền thiền đó, ở hư không đó, chép một cái, một chép đó, thì làm cho mà đại sư á, Đạt Ma đại sư, tức là thiền môn, đại dạng cho thiền môn, về thiền khai hiện thủ á, thì đại dạng cho giáo môn. Giáo môn ở Trung Quốc là có bốn tông: thiền thai tông, thiền thủ tông, tam lượng tông, duy thức tông, bốn tông. Ở trong này á thì á chỉ mà đề cái thiền thai thiền thủ để mà đại diện cho giáo môn, mà đề tên Đạt Ma đại sư đại diện cho thiền môn. Thì á, nếu mà cái bổn đại diện mục của mình á, cái thằng mà vô dặn một dặn ra được á, nhắc một tiếng á, thì á dặn môn và giáo môn cái tranh chấp đó hết rồi, khỏi tranh chấp nữa. Thì á, cứ mà vào Sa Bà chỗ khổ đó để độ chúng sanh thôi, thùy thủ á là lơ cái tay để giúp cứu giúp chúng sanh. Nhập thiền đó tức là chỗ mà đông lão đó. Thì khỏi cần nói nữa, rồi bên rằng nút cái âm thanh với uống cái
cái hơi dặn đó, cái tình chấp đó, thì nút hết tim, uống hết, bữa về á, đã thấy tan rồi đó, thì còn tranh chấp cái gì nữa, thì cái tự tánh nhận ra là cứ độ chúng sanh là thôi, thì vậy đó, thì mình phải làm sao, mình phải mà thiền môn á, thì tu theo cái cách tu của thiền môn. Giáo môn á thì tu theo cái cách tu của giáo môn. Các gia á thì thiền gia, giáo gia tự mình quyết cái tiết ở trước cửa mình thì lễ cho mà mình á vô gia được thông thả, được tự do tự tại. Chứ đừng có mà mình ở thiền môn thì chỉ bán giáo môn, giáo môn thì chỉ bán thiền môn, thì cứ tranh chấp hoài, chỉ giờ đó thôi, đừng có tranh chấp nữa. Thiền thì chuyên tu về thiền, giáo thì chuyên tu về giáo. Thì á có chừng mà thấy tán rồi đó thì cứ độ chúng sanh thì được rồi. Đừng có mà lấy cái vô minh á làm cái mà thăng để mà tưới vào cái dụng mà thức đèn đó. Thức là phân biệt, phân biệt là vọng tâm. Nếu mà vọng tâm còn tưới thêm cái thân vô minh nữa đó, thì cái khổ đó cứ tiếp tục hoài, cứ tiếp tục hoài không có dứt được. Thì trung phong thiền sư đó thì muốn mình á cứ mà chuyên tâm mà tu và thôi. Thì môn nào á, tông phái nào á, cứ mà tu theo cách tu của tông phái đó, đừng có tranh chấp làm chi. Lão sư đạo, tông sư thức giang, nhất niệm giảng liên, nhẹ giải giả dị, tổ sư chỉ nhất tâm chi tông, nhất tâm pháp giới trung, dĩ kiếp di nhật bất gia thức, dĩ nhật di kiếp bất gia duyên, sở dĩ thị nhất niệm di giảm liên, diễn giảm liên di nhất niệm bất trường bất đảm, di hiểu di đa, khởi thần thông tự nhiên, nải pháp như thị phố, tịch diệt tích nhân chi đạt giả, dĩ tề thành thượng chi vọng tác, nhất tử sanh chi hư đảng, tử tì chi hữu nhất niệm giảm liên chi biết, vô tâm sinh nhạc, vô tham cái chân tục bất đồng đồ giả, cổ nhân diệt nhân đàm dân nghe bắt thận tục cấp như chân khởi bất nhân hồ mà luôn tử thì nghĩa cái tục dẫn cảm đảng trần căn hồi quan vô tổ đảng trường tương tức nhân thường tự tại chi cơ bất thất ngôn chi cụ về xã đào tay tuy nhiên đã bất thiện cái đoạn thứ nhì á, tổ sư nói rằng tông chi thúc dạng nhất niệm dạng nhan, hai câu này theo người nhã giải thì giải rằng cái tổ sư cái ý của tổ là chỉ nhất tam làm tông. Cái nhất tam này là chỉ cái chân tam, cái chân tam ở trong cái pháp giới đó thì á lấy kiếp bằng ngày, kiếp là cái thời gian đó rất dài, kiếp là có đại kiếp, có trung kiếp, có tiểu kiếp, cũng như là một tiểu kiếp đó thì có 16 triệu năm, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 40 kiếp là một đại kiếp,
À, bây giờ đó, nếu mà lấy một tại kiếp đó, à, làm một ngày cũng không phải là ngắn, không phải là mau, à, ngắn là thúc. Mà lấy một ngày làm một đại kiếp cũng không có thêm là dài, à, bởi vì đó mình xem một niệm là 10.000 năm, mà chuyển 10.000 năm cũng thành một niệm, à, 10.000 năm không phải dài, một niệm không phải là ngắn, một niệm không phải là ít, thiểu không phải là thiểu, mà 10.000 năm không phải là nhiều, à, cái đó không phải là do thần thông làm ra như thế, tại cái bổn pháp là như thế. Thì giải như vậy đó là đúng lý lắm, à, cao siêu lắm. Nhưng mà Trung Phong thiền sư á còn không chịu, nó phải quét, à, nó không đúng. Thì cái đoạn thứ ba á thì quét rằng cái nhà nho mà phong đặt đó, lá phong đặt cái nho giáo đó, nhà người hồi xưa á thì á lấy cái nơi mà bàn, tức là cái thọ mà tâm trăm tuổi đó, thương á tức là mới lễ ra thì chết, nó là tề tức là bằng nhau. Vì mà nên nó tự là giọng, à, tám trăm tuổi khi mà mới để ra là chết thì á, nhà nho nói là khác, mà tại sao mà bằng nhau được, nói bằng nhau là giọng. Nhất sinh tử di hư tác, tức là nhà Phật nói là sanh với tử cũng là một, thì nhà nho nói cũng là hư vọng, à, hư vọng làm sao một được, sanh là sanh, tử là tử, à, làm sao một được, cũng là vọng, à. Thì nếu mà nhà nho không đặt đó mà biết được cái lời mà tổ nói mà nhất niệm vạn niên đó, lại còn thêm mà ngạc nhiên nữa, à, còn thêm quán tỏ nữa, à, bởi vì á cái 800 tuổi với cái mối để ra thì xa xích á, chỉ có 800 năm thôi, còn cái nhất niệm đó với mà cái vạn niên đó thì xa xích còn nhiều lắm, nó còn làm cho quán tỏ ngạc nhiên nữa. Tại sao vậy? Tại cái nho á, giáo nho đó, nhà nho đó là tục, cái nhà Phật là sơn, sơn với tục là không cùng cái đường, à, cho nên á, người xưa cũng có nói, ở trong này nói người xưa là chỉ tăng thiểu, ở trong này á đàm chân tức nhịp tục, thuận tục tức di chân á, hai câu này là của tăng thiệu ở trong Triệu Lượng đó. Thì á nếu mà nói về cái chân á thì phải nhịp với cái thế tục, à, nếu mà thuận theo cái thế tục thì phải trái với cái chân, à, cái đó là cái dễ là dĩ nhiên rồi đó. Thì á nếu mà tục á thì cũng như cái màn á bó buộc làm cho mình không được tự do tự tại, thì Phật pháp á phải mà xé cái màn bó buộc đó cho nó gấp ly, à, thì làm sao mà xé thì phải
chém ở trong này, chém là cắt á, cắt đoạn là đứt, cắt đứt cái trần với căn, trần là lục trần, căn là độc căn, thì cũng Bát Nhã Tam Kinh do nhãn nhĩ tỷ thập thân ý là cắt đứt cái lục căn, do cắt thiên hương vị xúc pháp là cắt đứt cái lục căn. Cắt nhất á, cái ý cắt nhất tức là tha cái chấp tâm của mình, chấp lục căn là thật, chấp lục trần là thật à, chứ không phải là vào cắt cái mũi mình, cắt cái lỗ tai của mình thì chết rồi chứ sao cắt cái chấp tâm mà chấp thật đó à, cắt dứt đó. Thì cái bệnh chấp thật nếu là trị hết rồi đó thì chấn tánh, nếu mà được chấn tánh đó thì quay trở về, hồi là quay trở về để xem cái lời của tổ nói ngắn và dài đó à, là giống nhau đó à, thì á là cái mà quyền cơ của mà tức là cái cơ dụng của tự tánh đó, viên thường tự tại đó, tức là tự do tự tại à, không thiếu không dư đó, là cái dụng của tự tánh đó được hiện ra thì mới biết cái nhà nho đó, cái nói sai thức ngon đó, tức là cái loại nói sai đó, cẩu là cái tội à, cái tội nói sai đó làm của nhà nho đó thì á tránh khỏi không được à, tránh khỏi không được à, thì mặc vào như thế thì bây giờ đó tạm thời đừng có nói tới ngắn dài à, xin thử nói ra một câu để xem thì mình nói được hay không. Nếu mà mình chưa chứng tánh là không được, nó không được à, chỉ vì mình muốn nói được á thì phải quyết tử thành thì à, để coi thoại đạo đó ngày đêm tiếp tục đó, thì một ngày kia đó được à, mà chỉ hết cái bệnh chất thật đó à, được chứng tánh rồi đó thì á thì nói sao cũng được hết á à. Mất vả hư tâm giáo đảng đường, tiến giữ ma thời vần thế lương, phá huy mâu ngoại khó thương lượng. À, ngài Trung Phong Thiền Sư ở trong đoạn thứ tư đó lên bốn câu kệ để kết thúc cái hai câu tinh tâm minh này, thì nói là sát na vạn kiếp khi vạn thúc, cái thời gian sát na là dứt ngắn mình á, cái mà cái con mắt mình á chớp một cái là sau mươi sát na mình à, cái con mắt mình á chớp một cái là sau mươi sát na rồi à, tức là cái thời gian mà dứt ngắn đó à, vạn kiếp á thì là cái thời gian mà dứt dài à, cái thời gian sát na với cái thời gian vạn kiếp không phải là có dài với có ngắn, khi vạn vạn là dài, thúc là ngắn, thì cái sát na không phải là ngắn, cái vạn kiếp không phải là dài à, ở trong tự tánh á thì không có mà cái thời gian mà dài và ngắn à, nếu mà mình phân biệt dài ngắn là không đúng. Cũng như mà lấy cái hư không á để nói hư không là dài ngắn làm sao được, hư không làm sao mà nói nó dài ngắn
À, cho nên nói lại đó, đừng có lấy cái hư không mà so sánh mà nó dài ngắn. Hư không làm sao dài ngắn được? Bởi vì hư không đâu có bản thể mà nó dài, nó ngắn. À, thì cái thời gian cũng vậy, thời gian đâu có bản thể, nó dài ngắn. À, vậy cái câu thứ ba đó, câu kệ thứ ba là dạng giữ mô tì mà giữ mô thời. À, giữ ma thời thời, cái biện giữ ma thời đó thì á, giữ ma là cái lượng lúc ấy đó, lượng lúc ấy là lúc nào? Là lúc mình tham thiền á, tham tới cái nghi tình bở đó, là lượng lúc ấy đó. À, là cái bằng giữ ma thời đó. À, thì lượng lúc ấy đó mới là đúng được. À, đáng là chứng đáng là đúng, đế là chân. À, nó mà là thiệt đúng được. À, mới là thiệt đúng được. Nếu mà chưa tới cái đúc ấy đó, tức là chưa tới cái mà cái duy tình mà rõ cái tánh đó, thì á, nếu mà cứ lấy cái tình thức á để so sánh, để nói ngày nói giáng á, thì đi thôi ra ngoài cửa để là thương lượng bại bạ đó, sai lầm, hư vọng. Cái là thô là sai đó.